ô tô khách chở 30 người lao xuống vực ở Tam Đảo. Chiếc xe khách chở 30 người tông vào ta luy đường rồi lật ngửa dưới vực ở Tam Đảo khiến 2 người bị thương. Chiều ngày 29 tháng 5, xe khách 29 chỗ do Nguyễn Quang Cường, 32 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội, cầm lái trên đường quốc lộ 2B hướng thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Yên. Trên xe lúc này có 30 người, bao gồm lái xe và một phụ xe. Tới km 18+450 thuộc xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, xe này mất lái, đâm vào ta luy đường rồi rơi xuống vực. Tại hiện trường, chiếc xe lật ngang, nằm cách mặt đường khoảng 3-4 mét. Chính quyền địa phương cho hay vụ tai nạn khiến 2 người trên ô tô bị thương được đưa đi cấp cứu. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức lực lượng cứu hộ, cứu nạn và đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.